Kính chào quý vị và các bạn, ngày hôm nay thứ ba ngày 10 tháng 11 năm 2020. Cảnh báo tin tặc Việt Nam lập trang tin giả về Đại hội 13, chính trị giật gân để cài virus. Nhóm tin tặc Ocean Lotus nghi là liên quan đến Việt Nam đã lập hàng loạt trang web có tin tức và trang Facebook để lừa người đọc, từ đó cài virus vào máy tính của người đọc để theo dõi. Theo công ty an ninh mạng đặt tại Washington DC có tên là Volisty chia sẻ. Công ty Volisty nói nhóm tin tặc Ocean Lotus lập ra hàng loạt trang tin tức mang chủ đề chính trị, chống tham nhũng, trông có vẻ rất thuyết phục, nhưng thực chất là nhằm lừa đảo và cài đặt phần mềm xấu vào máy tính người đọc. Đây là hình ảnh một ví dụ mồi nhử mà công ty Velocity cảnh báo trong nghiên cứu hôm 16 tháng 11. Ví dụ có trang lấy địa chỉ là nhân sự đại hội 13.org ra có vẻ đưa tin về đại hội 13 của Đảng Cộng sản Việt Nam, cộng thêm trang của họ trên trang Facebook. Các tin tức chủ yếu là sao chép tự động từ các trang báo chí chính thống, có vẻ dùng plugin của WordPress. Volisty tin rằng có hai cách để các trang giả mạo này nhắm vào độc giả. Một là cơ chế mà họ gọi là framework có sẵn trong các trang web này dùng để xác minh danh tính và đánh giá thông tin về người thăm trang web. Hai là nhắm trực tiếp vào từng cá nhân nhằm cách gửi đường dẫn có virus cho độc giả và gửi trực tiếp tin nhắn qua mạng xã hội như Facebook. Khi người đọc vào thăm các trang tin giả này, công cụ tấn công dùng JavaScript được mở ra, thông thường sẽ có hai đoạn mã được sử dụng. Một mã dùng để lưu trữ thông tin về khách thăm, một mã dùng để lừa độc giả download về máy tính phần mềm giả hoặc tài liệu giả. Volisty trong nghiên cứu đã lấy ví dụ trang giả mạo có tên là báomớivietnam.com. Độc giả có thể bấm vào một loạt tin Đại học Tôn Đức Thắng, sau khi vào công cụ JavaScript sẽ bật lên, mời họ xem một đoạn video. Trang sẽ hiện ra hộp hội thoại bảo rằng có video đang mở. Nếu khách dùng máy hệ điều hành Windows, sau vài giây, video không chạy và có dòng thông báo, hãy cài đặt Flash Play ngay. Một file, ví dụ có tên là Adobe Flash, hiện ra, mời người đọc download về để rồi bị nhiễm virus COVID-19. Còn nếu khách dùng điện thoại chạy iOS, Android, họ sẽ thấy có hình nói video yêu cầu phải đăng nhập thì mới xem được, và dĩ nhiên đây chỉ là cái bẫy. Đây là hình ảnh tên một loạt trang web đã bị giả tạo và bị Volisty cảnh báo đã làm công cụ câu nhử của hacker. Volisty cảnh báo nhóm tin tặc Ocean Lotus đang tiếp tục nhắm vào người dùng bằng cách lập ra nhiều trang web tương tự. Họ khuyên người dùng cẩn thận khi xem các trang web, đặc biệt là các trang được giới thiệu qua email, tin nhắn hay SMS. Và dù thăm trang nào, họ cũng cảnh báo người dùng phải thận trọng nếu được mời gọi download hay đăng nhập với thông tin cá nhân. Mục tiêu mới của nhóm hacker Việt Nam là những người đấu tranh cho nhân quyền tại Đức. Và một nhóm tin tặc từ Việt Nam với tên là APT32 được nghi vấn là hoạt động trái phép với sự điều động của nhà nước Việt Nam trong nhiều năm qua đã nhắm mục tiêu tấn công vào cộng đồng người Việt ở Đức, đặc biệt là những người cổ vũ cho nhân quyền tại Việt Nam và kể cả những nhà báo Đức đưa tin bất lợi cho chính quyền ở Việt Nam. Đó là kết luận của cuộc điều tra kéo dài nhiều tháng do hai cơ quan truyền thông báo chí lớn của Đức là tờ báo Tisai và đài Bayern Rundfunk thực hiện. Phóng sự điều tra đã được phổ biến qua nhiều loạt bài tiếng Việt như bài viết với tựa đề Tin tặc của Hà Nội trên tờ Sai vào ngày 8 tháng 10. Các phóng sự điều tra cũng đã được loan đi trên khắp các cơ quan đài truyền hình lớn của Đức trong những ngày vừa qua. Cuộc điều tra đã đề cập đến những người bất đồng chính kiến hiện đang sống tại Đức, như ông Bùi Thánh Hiếu còn được biết đến với bút danh Người Buôn Gió, và ông Vũ Quốc Dụng là giám đốc của tổ chức Veto, một tổ chức bảo vệ nhân quyền có trụ sở ở Berlin. Đây là hình ảnh ông Bùi Thánh Hiếu, tức là blogger Người Buôn Gió bên phải và luật sư bất đồng chính kiến ông Nguyễn Văn Đài ở Berlin. Ông Dụng đã chia sẻ với Đài Á Châu Tự Do rằng ông không phải là người mà các tin tặc nhắm vào để tấn công, nhưng họ đã giả mạo tên ông để tấn công những người ông thường liên lạc. Tôi được một vài người liên lạc với tôi để hỏi có phải là tôi đã gửi thư cho họ hay không, vì họ nghi ngờ, họ hỏi lại cho nên họ không bị nhiễm mã độc vì họ không mở tệp đính kèm trong đó. Sau này, có một số chuyên viên IT cho biết trong tệp này có mã độc có tên là COVID-19. Nó có mục đích do thám máy tính của họ. Họ cũng cho biết cái mã độc này do nhóm hacker có tên APT32 hay là Ocean Lotus phát đi. APT32 đã từng hoạt động dưới nhiều tên như Ocean Lotus, APT32 hoặc là APTC00. Vào tháng 4 năm nay, hãng an ninh mạng Freeway đã báo cáo nhóm tin tặc APT32 của Việt Nam
đã thực hiện các chiến dịch tấn công Bộ Quản lý Khẩn cấp tại Trung Quốc và chính quyền thành phố Vũ Hán nhằm thu thập thông tin về cuộc khủng hoảng COVID-19. Tháng 5 năm nay, họ thực hiện chiến dịch gửi email giả mạo nhắm vào những người hoạt động nhân quyền và tìm cách cài phần mềm gián điệp với tên Kobastrik vào máy, ông Dũng kể tiếp. Họ dùng một cái email rất giống email của tôi thường dùng. Họ gửi đến mọi người và nói với dòng tít là dò dỉ thông tin nhân sự đại hội 13, dự kiến tứ trụ triều đình Cộng sản. Nghe cũng rất hấp dẫn. Xong rồi họ yêu cầu mở tệp đính kèm này ra. Họ sử dụng tên, địa chỉ mà chúng tôi thường dùng để liên lạc trong tính cách là giám đốc để có cảm tưởng email này là email chính thức của chính chúng tôi gửi đi. Thế nhưng có điều họ không lưu ý là những người mà họ báo cho chúng tôi, họ lấy làm lạ bởi vì chưa bao giờ mà tôi gửi thư cho họ hoặc trao đổi với họ về đề tài này cả. Người nhận email giả mạo danh tính của ông Dũng chính là bà Maria Mai, một nhà báo độc lập ở Berlin. Bà Mai từng viết nhiều bài báo trên những tờ báo lớn như Nhật báo TASS về cộng đồng người Việt tại Đức cũng như về các vấn đề ở Việt Nam. Đây là hình ảnh email của hacker giả mạo danh tính của ông Vũ Quốc Dũng, giám đốc mạng lưới nhân quyền Veto. Bà thuật lại, vào tháng 5 tôi nhận được một email bằng tiếng Việt. Phải nói tôi chỉ hiểu được vài từ trong tiếng Việt thôi. Người gửi email này là anh Vũ Quốc Dũng từ mạng lưới nhân quyền Veto tại Đức. Anh Dũng nói tiếng Đức rất giỏi và tôi rất ngạc nhiên tại sao anh ấy viết email cho tôi bằng tiếng Việt. Và tôi đã hồi âm, xin chào Mr. Dũng vân vân. Tất nhiên tôi viết bằng tiếng Đức. Sáng hôm sau tôi nhận lại được câu trả lời bằng tiếng Đức nhưng ngôn ngữ tiếng Đức rất tệ. Đại khái nói là đây không phải là thư rác. Vì vậy tôi rất ngạc nhiên tại sao lúc đầu anh Dũng lại viết cho tôi bằng tiếng Việt và tại sao anh ấy lại trả lời bằng tiếng Đức rất tệ. Và tại sao anh ấy lại trả lời lúc 5 giờ sáng? Tôi nghĩ 5 giờ sáng, mọi người ở Đức đang ngủ, nhưng ở Việt Nam lúc đó là ban ngày. Bà đã báo lại cho ông Dũng và bà không mở tệp tính kèm. Thế nhưng bà nói bà vẫn không hề có hoài nghi đây là nhóm tin tặc đã tấn công bà mãi cho đến khi nhóm phóng viên của đài Berlinerfunk tìm đến bà và cho biết đây là tin tặc và rất có thể là nhóm APT32. Lúc đó bà cảm tưởng như trên trời rớt xuống. Bà Mai chia sẻ, tôi bị sốc vì tôi không nghĩ rằng tôi lại là mục tiêu của chính phủ Việt Nam, một người mà họ muốn hack và họ quan tâm đến các liên hệ của tôi. Tôi đã viết bài về vụ bắt cóc Trịnh Nhân Thanh vào mùa hè năm 2017. Tôi đã viết bài về phản ứng của chính phủ Đức và xã hội dân sự Đức về vụ bắt cóc này. Tôi là nhà báo thứ nhì trên toàn thế giới đã đưa tin về vụ bắt cóc. Nó đã gây ra một chấn động dữ dội về mặt truyền thông trên toàn thế giới. Mỗi ngày càng có thêm nhiều chi tiết được đưa ra ánh sáng. Và chính quyền Việt Nam chắc hẳn cũng không hài lòng về những tin mà đích thân Trung tướng Công an Việt Nam, ông Đường Minh Hưng mặc bộ đồ lót ở trong phòng khách sạn tại Berlin điều động vụ bắt cóc này. Và Việt Nam họ không thích điều đó. Đây là hình ảnh ông Trung tướng Đường Minh Hưng đang bị phía Đức truy nã vì đã đến Đức chỉ để bắt cóc ông Trịnh Nhân Thanh. Ông Trịnh Nhân Thanh là một viên chức dầu khí cao cấp của Việt Nam. Vào năm 2017 đã bị Hà Nội truy nã vì cáo buộc tham nhũng. Ông trốn qua Đức và đang làm thủ tục xin tị nạn chính trị tại đây khi ông bị mật vụ Việt Nam bắt cóc tại Berlin. Sự kiện đã gây ảnh hưởng nặng nề đến quan hệ ngoại giao giữa Đức và Việt Nam và phía chính quyền Đức đã tạm ngừng đối tác chiến lược với Hà Nội. Nhà báo Hakan thường viết tin về tin tặc do các chính quyền độc tài bảo trợ. Ông là một nhóm phóng viên của đài Berlinerfunk và tờ báo Sai thực hiện phóng sự điều tra kỹ thuật và phỏng vấn hàng loạt các cá nhân vận động nhân quyền. Ông chia sẻ như sau. Chúng tôi đã mất tổng cộng từ 5 đến 7 tháng để xem xét nhóm APT32 này và chúng tôi có thể kết luận ngay về tầm quy mô hoạt động của nó như thế nào. Nó bao gồm hàng trăm trang web, nhiều thực thể bị tấn công từ các nhà hoạt động nhân quyền, xã hội dân sự đến nhà báo. Đó là một phần quan trọng. Sau đó, bạn có những mục tiêu mà chúng tôi nghĩ có lợi ích chiến lược đối với chính phủ Việt Nam. Ông nói, với những kết luận nêu trên, nhóm phóng viên đã chất vấn chính quyền Việt Nam qua Tổng lãnh sự Việt Nam tại Berlin, nhưng như những lần trước, họ bị hỏi về nhóm APT32. Câu trả lời được y chang lặp lại là những cáo buộc này không có cơ sở và Việt Nam nghiêm cấm các cuộc tấn công mạng nhắm vào các tổ chức cá nhân dưới mọi hình thức. Nhà báo Hakan nói rằng không thể xác định được 100% là nhóm APT32 do chính quyền Việt Nam điều động, nhưng tất cả chỉ dấu cho thấy nhóm này đã hoạt động từ năm 2011, lúc đó chưa ai chú ý đến tin tặc từ chính quyền. Hồi đó, họ thậm chí còn chọn cho mình một cái tên Việt Nam, đó là sinh tử lệnh, đại khái, có nghĩa là lá cảm tử. Điều này đáng chú ý, vì nếu không quan hệ với Việt Nam thì tại sao lại chọn một cái tên Việt ngữ từ một tiểu thuyết Trung Quốc? Đây không phải là bằng chứng tuyệt đối, nhưng nó chỉ dấu đáng chú ý. Chúng tôi cũng đã nói chuyện với nhiều chuyên gia an ninh mạng khác.
Và ông Thomas Hanveit, Chủ tịch Cơ quan Tình báo Liên bang, cũng nói với chúng tôi rằng họ thấy dấu hiệu rõ ràng rằng nhóm này đang hoạt động từ Việt Nam, căn cứ trên các mục tiêu như ông Vũ Quốc Dũng, ông Bùi Thanh Hiếu đều sống ở Đức và đã bị nhóm này nhắm tới bằng các thư lừa đảo. Đây là hình ảnh nhóm hacker APT32 và cách thức tấn công trên mạng. Ông Tanveri không tiết lộ hết tất cả những tên tuổi những người bị chính quyền Việt Nam tấn công, nhưng ông nói họ đều có một điểm chung như sau. Những người này có một điểm chung là họ đều đang nỗ lực dân chủ hóa Việt Nam bằng cách này hay cách khác, như cố gắng vận động tự do cho những luật sư bị giam ở Việt Nam, hoặc đưa hình ảnh video từ Việt Nam cho thấy lực lượng an ninh Việt Nam có hành vi sai trái như bắt dân ra khỏi nhà, cướp đất, vân vân. Theo nhà báo Hakan, từ vụ việc Trịnh Xuân Thanh và nay có thêm phát hiện mới về vụ tin tặc APT32 qua cuộc điều tra mới nhất này, chính quyền Đức trong thời gian trước mắt sẽ phải đưa chương trình ngăn chặn loại tin tặc do chính quyền nước ngoài như Iran, Nga và Việt Nam hỗ trợ. Theo luật thì tất cả mọi người ở Đức đều có quyền nói những gì mình suy nghĩ. Nếu bạn bị tấn công thì bạn không thể làm được điều đó nữa. Ông Hakan đã nói như vậy. Và đối với những người bị tấn công như bà Maria Mai thì những gì hiện cảnh sát đang làm chưa đủ. Bà tố cáo chính quyền Đức đã quan tâm đến các hãng xưởng lớn của Đức khi họ bị tin tặc xâm nhập vào máy tính, nhưng họ đã bỏ qua những người hoạt động vì nhân quyền. Bà nói cơ quan mật vụ Đức biết nhóm hacker Việt Nam Ocean Lotus, nhưng họ đã không thông báo cho những người có máy tính bị tấn công. Năm trước, cơ quan mật vụ đã thông báo cho các công ty ô tô lớn như BMW rằng họ nên kiểm tra lại máy tính của họ về hoạt động tin tặc xâm nhập từ Việt Nam. Nhưng lời cảnh báo đó đã không được truyền đến những người bất đồng chính kiến và những nhà hoạt động nhân quyền. Nhà báo Maria Mai cũng nói bà phải tự suy nghĩ cách để tự bảo vệ mình. Tuy nhiên, bà cũng đã đề nghị ông Vũ Quốc Dũng nộp thư tố cáo hành vi trộm cắp thông tin tính danh của ông, và ông đã thực hiện như thế. Trong lúc chờ đợi cảnh sát điều tra, ông đã đổi email mới. Bà nhà báo độc lập Maria Mai nói bà không sợ và bà hiện đang chuẩn bị một phóng sự về Tô Lâm đang liên quan đến đường dây ma túy. Bài báo đã xuất bản trong tuần vừa qua. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp của Lê Trung Khoa, Thời báo .d ngày hôm nay thứ ba ngày 10 tháng 11 năm 2020 với bản tin Cảnh báo tin tặc Việt Nam lập trang tin giả về Đại hội 13, chính trị giật gân để cài virus. Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo .d để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức, chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn vào bản tin lần tới. Trung Khoa, Thời báo .d.